Nói chung cũng bức xúc lắm. Về ở ngoài kia tụi linh mục đó, mà Hoàng Lương thì kêu tụi nó là linh cẩu mà quả đen. Các bạn thấy không, rất là bức xúc khi mình sống với một cái thể chế đất nước Việt Nam ta hiện giờ là cộng sản đúng không? Thì các bạn thấy rồi, đất nước của ta thì lúc nào cái lũ của tụi nó đó cũng nói là thượng tôn pháp luật, dân chủ văn minh gì của cái quỷ quái gì của cái tụi Việt Nam Cộng Hòa đó, các bạn thấy đó. Mà bây giờ nó sống ở trên cái đất nước Việt Nam này và nó ăn học ăn ở gì cũng trên cái mái trường của cộng sản đúng không? Nhất là thằng Linh Cẩu ở ngoài đó gì đó, tăng năm thục tùm lum hết đó, thì các bạn thấy đó. Thì bây giờ mấy thằng Linh Cẩu này nó cướp đất cướp đai mà nó còn lại vừa ăn cướp vừa la làng, khi nó chống lại và nó đánh những cái chiến sĩ công an, các bạn cũng biết rồi, tôi rất là bức xúc. Thì các bạn thấy chứng tỏ rằng đảng cộng sản như thế nào, rất là nhân từ, tôi thấy quá nhân từ rồi. Phải chi mà hồi trước năm 1975 đó, giải phóng rồi thì tiêu diệt mẹ nó dạy. Tôi là người dân chính gốc Việt Nam thì cũng như tất cả các bạn ở trên cái đứng lên trên truyền thông này thì cũng là gì, bức xúc cái tội mà xuyên tạc về đất nước sai sự thật, và cái những cái lũ như hiện giờ là trước mắt của mình thấy rõ là cái tội linh mục cẩu nô này nè, chống phá lại đất nước đó các bạn thấy. Thì mới có người dân như tôi đây và các bạn đi lên đây để nói, chứ không có rảnh để nói đúng không các bạn? Bởi vì mình người dân ở đây nói là để nói lên cái sự thật, cái đất nước của mình và mình sống với cái thể chế này trong một cái sự thanh bình hạnh phúc như thế nào. Mình là người dân được quyền dành cái quyền lợi của mình để mình lên mình nói thôi, chứ ở đây tôi không rảnh. Nhưng thì các bạn cũng thấy đó, cái tội linh cẩu này là nó không có thượng tôn pháp luật gọi là gì hết á đó. Đó, nó ăn ở trên đất nước Việt Nam, nó lấy tiền của người dân Việt Nam, nó mở ra cái đạo này để làm gì? Nó để nó phục vụ cho thằng Ba Vatican, đúng hay sai các bạn? Tôi thấy trên cái đạo giáo của Việt Nam là đất nước ta, pháp luật ta là nói có quyền cho người dân trên đất nước Việt Nam được quyền tín ngưỡng các tôn giáo. Nhưng tôi thấy ở đây tôn giáo nào ít nhiều cũng có phụng sự cho cái đất nước của mình, quê hương, là trên một cái bản xứ nào cũng vậy. Nhưng tôi thấy riêng cái đạo của là bên cái đạo của mấy thằng linh mục này nè, các bạn thấy đi, không có phục vụ gì cho đất nước hết mà còn gom góp tiền của người con chiên để phục vụ cho Vatican. À, các bạn thấy không? Thì các bạn thấy như thế nào? Đạo này gọi là cái đạo mũi đỏ mặt xanh ở nước ngoài nó đem về. Thì các bạn thấy như thế nào? Đạo này gọi là cái đạo mũi đỏ mặt xanh ở nước ngoài nó đem về. Bây giờ là hôm nay tôi nói thẳng, tôi chữ thẳng luôn. Đó. Chứ tôi thì không bao giờ chia rẽ cái tôn giáo gì hết hay là tôi phân biệt gì hết. Nhưng đạo thì phải là giúp cho đời, cho đạo đẹp đạo tốt đời, chứ không phải đạo để chống phá một cái đất nước này, để làm quyền một đất nước thì mình phải tôn thượng pháp luật trên đất nước đó, nhưng mà nằm dưới một cái thể chế của luật pháp. Chứ nếu tụi mày mà nằm mà nắm quyền chắc cái đất nước này cho bay lên làm cha rồi, đúng không? Cái lũ khốn nạn thật sự là chính bạn nghe là như thế này. Người dân như chúng tôi ở đây, như tất cả các bạn yêu cái đất nước này, yêu cái nền hòa bình này, mình mới lên cái tiếng nói. Và thật sự tôi ở đây là cũng là tụng tự thượng tôn pháp luật thôi, chứ đừng có cái kiểu mà cái kiểu như cái lũ của tụi nó đó, thì 1 phút 30 giây thôi các bạn, đừng có chịch với lòng dân. Ở đây là tụi tôi còn dân của chúng tôi đây cũng rất là bức xúc, nhưng mà để xem nhà nước tôi sẽ trừng trị các người như thế nào thôi. Chứ ở đây là nếu nhà nước tôi mà cứ cho mà ra cạch với cái tụi hoa đen này, là người dân tôi nói thiệt luôn á, nói thiệt với cái lũ linh cẩu tụi mày á, tụi mày chết mẹ lũ mày hết, tao bứng cả nhà thờ mày, tao đốt luôn. Nếu nói dân với dân là làm lên, nhưng mà tụi tao sống với cái thể chế này, tao phải là kêu bằng á thượng tôn cái pháp luật này, nó là như thế.
tụi mày nên nhớ kỹ. Nhưng quá bức xúc về cả nhà ơi, bức xúc khủng khiếp không thể nào mà tưởng tượng được hết. Bạn nước văn minh nó đánh công an đi đẻ cho chết mẹ lũ tụi mày hết, đẻ tụi mày hết. Chứ tụi mày đừng có nói, nhưng mà cái cộng sản này mấy ổng quá nhân từ rồi. Nhân từ dữ dằn là nhân từ luôn, tôi nói thiệt. Chứ tụi bay đừng có nói là áp bức cái gì chứ. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Sao nhà của tôi ở đây nè, đó, bỏ đi nước ngoài luôn đó. Đúng không? Đó, pháp luật nào đi, đi lại lấy nhà, lấy đất tôi đi. Lấy đi. Cái chuyện đất đai người ta giải tỏa, người ta thường bù rồi. Đó. Như 10 cái nhà người ta thường hết 9 cái, còn cái không chịu cái giá đó. Người ta lợi người ta cưỡng chế thế thôi, nói là nhà nước. Thì đến cái lúc người ta thi hành cái dự án của người ta lên làm một cái gì đó. Mày không chịu dở, mày không chịu thì tao bứng mày đi, tao cưỡng chế mày. Nhưng mà nằm cái thành phần một cái nhà trong đó là nó là que tạc, nó là bao que, nó muốn chống phá đất nước để nó ăn dạ, nó du quan, nó du khống. Tụi mày nói ở đây tao không biết hả? Tao là người dân nè, tao biết hết nè. Đừng có nói. Nhưng mà tôi nói thiệt với các bạn là tôi nè, ở tỉnh An Giang. Tôi ở tỉnh An Giang, huyện Châu Phú. Ngay huyện Châu Phú luôn. Đến là nhìn mặt tôi là trên phay là cũng biết rồi đó. Tụi que tạc nói cho tụi mày biết. Nhưng nói thẳng với các bạn thấy đó. Tôi là đạo Phật giáo hòa hảo nha. Nhưng mà bên cái đạo Phật giáo này nó cũng có một cái thành phần gọi là thuần tí nữa. Nó cũng chống lắm mà nghe. Nhưng mà chống đâu có lợi. Nhưng mà tại sao tôi rất tiếc là ở cái miền Nam này là hồi ngày xưa của thằng khốn nạn, thằng thấy không? Dám không? Bởi vì người dân ở đây người ta rất hiểu cái thể chế của thằng khốn nạn Việt Nam Cộng Hòa là ác bức, nó cuồng quyền như thế nào. Cho nên người dân của chúng tôi không muốn nữa. Có chỉ những cái thành phần ở ngoài Bắc mà những cái thằng mà nó phản động bây giờ khốn nạn chó đẻ chó. Khi sống tại cái miền Nam này, cái lũ Việt Nam Cộng Hòa nó áp bức như thế nào, cho nên bây giờ nó còn chống phá lại cái nhà nước ta, nó là như vậy. Còn người dân miền Nam của chúng ta hồi xưa ở ngay chân cái lòng địch của lũ ngoại bang, đúng không? Nó áp bức người dân như thế nào, nên ở đây người dân của tao ở biết. Tại sao trong miền Nam này lại là hiện bây giờ là không có mà ở ngoại, các bạn ơi, tôi rất là buồn. Nhưng mà nếu thiệt các bạn á, cái tụi bên mà nó mượn đạo Phật giáo hòa hảo mà nó gọi là thuần tí, nó lú đầu lên là chết mẹ tụi nó, không dám chống đâu cả nhà. Cộng sản Bác Hồ mình đó, đến bây giờ thì cũng vẫn đi theo cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Bác Hồ kính yêu của mình, đúng hay không? Thì các bạn đừng cho rằng nó mạnh hay gì đã, tôi nói rồi. Thằng Pháp nó còn chạy chết mẹ nó, thằng Mỹ nó cũng chạy chết mẹ nó luôn. Không chi là mấy thằng linh cẩu chó này, nó không có là cái gì hết trơn á các bạn ơi. Để cho nó múa, nó hát đi. Nó hát, nó múa gồng, múa phụng, nó hát bài ca con cá gì, nó cứ hát đi. Nó hát, nó diễn tuồng được bao lâu. Nhưng phải nó hát được mấy cái bài gồng phượng, bài ca con cá gì cũng nói. Tụi nó làm đóng trò hề quá dở. Thì các bạn biết thì các bạn nói nếu nó hay quá sao người dân tôi lên chửi. Hay quá là đi chi sát tôi đi. Cảm tử gì đó. Chính xác cẩm tử gì đó của mấy thằng linh cẩu đó, đi chi xác tôi đi, tôi chửi đầu ông bớt cha đó đó, mày chi xác tao mày.